đáp án vào chấm.vn. Và ngày hôm nay anh em có thể nhìn thấy ngay trên bàn mình hiện tại đang mình đang có 5 chiếc Sony. 5 chiếc máy này đều là những siêu phẩm ra mắt cái đây vài năm nhé. Cụ thể thì có Sony Z5 này, Z5 Brand New và Sony XZ. Sony Z5 và Z5 Brand New ra mắt từ năm 2015, có nghĩa là khoảng gần 5 năm rồi. Và Sony XZ là ra mắt năm 2016, là gần 4 năm rồi. Và những siêu phẩm này hiện đại mức giá gọi là rẻ một cách kinh khủng luôn anh em nhé. Những siêu phẩm này hiện đại anh em mua cũng khá là ok, chơi game các thứ cũng rất là ổn và rất là nhiều chức năng, camera rất là đẹp, lại có khả năng chống nước nữa. Anh em nào mà đang lăn tăn muốn mua một chiếc máy để quay phim, để làm vlog, để làm YouTube mà muốn quay phim dưới nước ấy, thì mua chiếc máy này về mà dùng thì cũng khá là ok đấy. Cụ thể nhá, giá của sản phẩm này hiện tại mình đang bán này, Sony Z5 chỉ có 1,2 triệu thôi này. Sony Z5 chỉ có 1,2 triệu thôi anh em nhá. Thời ra mắt ấy nó phải hai mấy triệu, rẻ thì cũng phải mười mấy triệu, mà bây giờ giá chỉ có 1,2 triệu thôi anh em nhá. Đó. Sony Xperia Z5 Premium giá chỉ có 1,4 triệu thôi. Sản phẩm có màn hình 4K, sản phẩm điện thoại có màn hình 4K đầu tiên trên thế giới luôn, và gần như bây giờ chỉ có nó mới có màn hình 4K thôi anh em nhé. Độ phân giải là 4K đấy. Đa phần bây giờ là Full HD, nhưng riêng những sản phẩm Sony Z5 Premium này là 4K này. Thì mình đang có hai màu như này này anh em này. Đó. Giá chỉ có 1,4 triệu thôi. Đấy, 1,4 triệu. Anh em thấy có sướng không? Giá rất là rẻ luôn. Và Sony Xperia XZ, sản phẩm này gần như là sản phẩm đầu tiên sử dụng cổng USB Type-C nhé. Gần như là sản phẩm đầu tiên sử dụng cổng USB Type-C luôn. Giá chỉ có 1,6 triệu thôi anh em. Giá chỉ có 1,6 triệu thôi nhá. Để nói sơ sơ về những sản phẩm này nó mạnh như nào anh em này. Toàn bộ những sản phẩm này đều có camera sau là 23 megapixel, 23 megapixel, và là máy ảnh của Sony anh em nhé. Đẹp như một chiếc máy ảnh du lịch luôn đấy. Đều có khả năng chống nước luôn. Nó có tích hợp cái phím chụp ảnh này bên này này, để cho chúng ta có thể chụp ảnh dưới nước được. Đấy, để chúng ta chụp ảnh dưới nước được. Mình chỉ ấn thôi là nó nhảy vào máy ảnh này. Đó, như một chiếc máy ảnh luôn anh em nhé. Anh em nhìn này. Đó, ấn nhẹ này nó sẽ lấy nét như một chiếc máy ảnh này. Đấy, sau đó chúng ta ấn mạnh phát là nó chụp này. Đó, rất là tiện lợi. Anh em nào muốn mua để quay phim dưới nước, hoàn toàn những sản phẩm này bên mình là những sản phẩm nhập ở bên Nhật về với chất lượng rất là tốt, vẫn còn khả năng chống nước, áp suất vẫn còn nhảy mạnh nhé. Nên anh em mua về để quay phim dưới nước, để làm vlog, để quay phim dưới nước thì tuyệt vời luôn. Bởi vì mức giá chỉ có hơn triệu mà để khai thác nó thì rất là tốt. Chi tiết về cái vấn đề chơi game hay chụp ảnh ấy thì mình sẽ làm một video riêng. Ngày hôm nay thì mình chỉ giới thiệu sơ qua cho anh em biết như này thôi. Đây, mình để kiểm tra qua cho anh em như này nhá. Đây là toàn bộ là những máy nhập khẩu từ Nhật về và lắp sim Việt Nam dùng bình thường. Những máy này sẽ chỉ sử dụng được một sim thôi anh em nhá. Chỉ sử dụng được một sim thôi. Và có đầy đủ các như là đầy đủ các tính năng, ví dụ như là cảm biến vân tay này, chụp ảnh camera rất là đẹp. Tính năng chống nước là còn gần như là hoàn toàn hoàn hảo nhá, đạt 98% so với máy mới anh em nhá. Đây mình kiểm tra anh em xem. Bởi vì những máy sản xuất ra bán ra thị trường Nhật Bản khá là bền đấy. 7378423 tăng xa. Và anh em có thể nhìn đây, nó có một cái kiểm tra áp suất, và áp suất nó rất là mạnh luôn. Áp suất có thể mạnh hơn những flagship của Samsung thời điểm hiện tại luôn anh em ạ. Đấy nha, 19-20 nha anh em nhìn đây. Đấy, được anh em nhìn không? Đấy, áp suất vẫn nhảy rất là mạnh luôn. Đây, mình kiểm tra một chiếc XZ anh em xem này. Vẫn còn đầy đủ tính năng như thế luôn. Và chiếc máy chỉ có giá chỉ có hơn 1 triệu thôi. Anh em có thể mua một chiếc máy này về và chạy ROM quốc tế dùng như là một chiếc máy quốc tế luôn. Đấy, anh em có thể xem này. Áp suất rất là mạnh luôn nha. Đó, anh em thấy không? Con này nó nhảy lên những 40 này. Đấy, tự tin khả năng chống nước cho anh em xem luôn. Đây mình sẽ test nước cho anh em xem luôn nha. Anh em có thể nhìn thấy ở đây mình có một cái ấy này. Đấy, mình xem ở đây cho anh em xem luôn. Tự tin với anh em luôn nha. Đấy. Cái này nó hơi bé, nó to một tí nữa thì đẹp. Đó, anh em thấy không? Thoải mái luôn. Sản phẩm, những sản phẩm này ấy, là anh em cứ thoải mái bơi lội được luôn. Toàn nguyên bản. Mình có một cái hộp nó hơi bé, nên nếu mà to một tí thì anh em xem cực kỳ sướng luôn. Chờ một chút, mình lấy thêm nhiều nước. Mình cho thêm nước nha. Đó, anh em nhìn nha.
tự tin vào khả năng chống nước của những em này thôi. Đây là những, toàn bộ là những siêu phẩm của Sony, là những chiếc máy mà được Sony người ta bán ra, người ta trao chuốt rất là mạnh, và những chiếc máy này bán ra bởi thị trường nội địa Nhật Bản, chất lượng của nó rất là tốt anh em nhé. À, dù có mấy năm nữa khả năng chống nước của nó vẫn hoàn hảo luôn, áp suất nó vẫn nhảy rất căng luôn. Và những sản phẩm này anh em mua về là anh em quay phim và chụp ảnh dưới nước, hay là anh em chơi game cũng rất là tốt. Cấu hình những sản phẩm này cụ thể như này nhé. Toàn bộ các sản phẩm này RAM đều là 3GB. Sản phẩm Sony XP Ria Z5 và Z5 Premium ấy thì có chiếc CPU là Snapdragon 810 và có bộ trong là 32GB. Sản phẩm Sony XPX này là có CPU là Snapdragon 820 và có bộ trong là 64GB, RAM đều là 3GB hết. RAM 3GB là anh em chơi đa nhiệm hay là các em chơi game cũng gọi là ổn ổn rồi. Và nếu CPU là đầu 8 ấy thì hiện tại bây giờ anh em chơi cũng rất là được nhiều game, anh em cũng không phải suy nghĩ đâu, không phải lăn tăn gì cả. Mình sẽ sớm làm một cái clip để mình test game hay là khả năng những bức ảnh và những thước phim của những chiếc máy này sẽ là như thế nào. Để đặt hàng sản phẩm này ấy, thì anh em cứ vào đường link mình để ở phía dưới mô tả, anh em có thể đặt hàng online trên toàn quốc, mình ship anh em nhận được hàng phải thanh toán. Những sản phẩm này anh em hoàn toàn không phải đặt cọc nhá, anh em cứ đặt là mình sẽ chuyển thôi, và anh em lấy cho mình, nếu mà không lấy thì mình mất tiền ship đấy. Nếu anh em thấy cái chiếc máy này thực sự rất là tốt, anh em phải share clip này cho các bạn của mình cùng xem, để các bạn của mình cùng biết mình có những chiếc máy giá chỉ hơn 1 triệu mà những chức năng của nó lại như thế. Và nếu anh em thấy hay, anh em cho mình một like, anh em cứ comment bên dưới để mình trả lời những câu hỏi thắc mắc của anh em. Anh em subscribe kênh YouTube của mình để mình sớm gửi anh em tất cả những video và những chiếc máy này cho anh em nhé. Cảm ơn anh em xem clip, chào tạm biệt anh em.